Xin chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi trong thời gian vừa qua. Các bạn hãy like, share và subscribe kênh YouTube của chúng tôi để ủng hộ chúng tôi trong thời gian sắp tới. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. À, xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn đọc hiểu cái đồ gá khoan nha trong cái sách sổ tay Atlas đồ gá của thầy Trường Văn Địch, nhà xuất bản khoa học kỹ thuật thì cái đồ gá khoan này nó nằm ở cái trang 98 nha các bạn đây ở cái mục là 13.20 đó tôi zoom to lên nè thì đây chính là cái đồ gá này đây các bạn thì cái đồ gá này người ta chỉ vẽ có một hình chiếu thôi một hình chiếu đứng này thôi đó cho nên là một số bạn sẽ rất là khó hình dung thì hôm nay tôi sẽ giúp các bạn đọc sơ À, để hiểu cái um, đồ gá này nha à, đầu tiên đó là cái um, kích cấu đồ gá nè cái thân đồ gá mình nè đó, dòng qua đây à, cái thân đồ gá mình nè đó. Yeah. rồi à, cái uh, chi tiết các bạn cái chi tiết của mình là đây nè các bạn nha Đây là cái chi tiết chính là cái số 7 nè đó dòng xuống đây qua đây lên đây à, lên đây qua đây xuống đây qua đây đó thì chi tiết mình nó có những cái đặc điểm sao thứ nhất là nó có một cái lỗ ở giữa này nè lỗ bự ở giữa này các bạn thấy không rồi à, ở đây nó có một cái lỗ nhỏ ở đây nè thấy chưa ở đây người ta muốn khoan khoan cái lỗ ngay chỗ vị trí này nè các bạn thì ở trên đây nó có một cái lỗ uh, nhỏ ở dưới đây nó có một cái lỗ nhỏ ở trên đây nó có cái uh, lỗ lớn Yeah. tức là người ta sẽ khoan một lần mũi khoan nhỏ và một lần mũi khoan lớn nè khoan hai loại mũi khoan khác nhau này các bạn thấy không rồi um, tiếp theo là mình đi xét đến là um, định vị kẹp chặt nha các bạn thì đầu tiên tôi xét cái định vị là cái chi tiết của mình đó được định vị nè ở đây các bạn chờ tôi mở cái viết đây chi tiết của mình đó được định vị đây ở trên cái cái số 1 này nè các bạn ha à, cái số 1 này chính là cái phím tì nè đó phím tì đó đây nè đây nè ở số 1 này nha các bạn đó thì cái phím tì này nó giúp mình định vị ba bậc tự do nha các bạn ba bậc nha ba bậc thấy không? rồi cái um, tôi phân tích sơ đã, là tí nữa tôi sẽ phân tích cụ thể là ba bậc nào và nó khống chế những cái bực tình tiến hay quay như thế nào tiếp theo là ở đây nó có một cái chốt chám số 3 này các bạn nha chốt chám số 3 này giúp định vị một bực nha và ở đây đây cái lỗ này là các bạn người ta sọ cái chốt trụ ngắn nha chốt trụ ngắn số 2 này nè là nó sẽ định vị hai bực đó bây giờ mình sẽ đi phân tích cụ thể là những cái bực đó là những bực gì nha à, để tôi in lại cái này đi xá này nè rồi bây giờ đầu tiên cái này nè nó định vị ba bậc đúng không đây nè ba bậc thì mình xem coi nó những bậc gì nha à, muốn xét nó định vị những bậc gì á, thì tôi sẽ để dễ giải thích, tôi sẽ đặt cái hệ trục tọa độ nè. À, ví dụ, tôi cho cái trục này nè, là trục Z đi nha các bạn. Đó, à, cái trục mà dọc theo cái lỗ nè, là trục Z. Bây yeah. giờ, À, cái trục hướng lên chục thẳng đứng lên này nè đó là trục y đó, và cái trục hướng ra à, hướng từ trong ra đây hướng từ trong ra là trục x nha trục x đó thì à, cái chi tiết số 1 này nè ba bậc này nè thì nó sẽ khống chế những bậc gì này. đây tùy cái phím tì số 1 này nè, các bạn thấy nó sẽ khống chế những cái bậc nào thứ nhất là nó không cho chi tiết mình ha tịnh tiến dọc theo OZ nè thấy dọc theo OZ nó bị khống chế nè thấy tịnh tiến nè Đó. lý do lý do là gì khi mình để cái chi tiết mình ha lên trên cái mặt phẳng phím tỷ số 1 nè thì mình không thể đẩy nó qua bên bên phải được à, và dưới dưới tác dụng của lực kẹp nữa nó duy trì cái liên kết thì à, làm cho chi tiết mình cũng không thể chuyển động qua bên trái được tức là di chuyển dọc cái trục OZ nè đó là cái à, bậc thứ nhất nha không tình tiến dọc theo OZ được nè bậc thứ hai đó là không quay quanh à, không quay quanh OI nha các bạn đây là OI là trục đứng nè nó không thể quay như này ha quay qua quay lại như này đó, không thể quay quanh OI nè đó, không thể quay quanh ơi khống chế nè thì các bạn sẽ uh, quay quanh là các bạn vẽ cái cung công và đánh dấu chéo nè Đó, không quay quanh quy và nó cũng không thể quay quanh ox quay quanh ox là như thế này à, ox là chụp hướng từ trong ra ngoài nè Đó, không thể quay quanh này Đó, không thể quay quanh ox rồi Đó, như vậy là cái mặt phẳng phím tì ha nó sẽ khống chế ba bậc tự do ok Yeah. tiếp theo đến cái um, này nè các bạn à, đây là cái chủ... À phân tích dưới đây trước đây đến cái chốt chủ ngắn này nè đó người ta sẽ gắn cái chốt chủ ngắn vô cái lỗ này nè à, thì cái chốt chủ ngắn này nó sẽ khống chế hai bậc tự do nha các bạn các bạn học trong lý thuyết các bạn biết rồi ha khống chế hai bậc thì những bậc nào Uh, thứ nhất là nó không cho tình tiến dọc theo chút ít này các bạn ha nó không thể chạy vô chạy ra ha nó theo chút ít được OX ít bị khống chế nè tình tiến OX ít bị khống chế nè các bạn rồi bây giờ uh, tình tiến OX ít bị khống chế rồi tình tiến ô cũng bị khống chế nha các bạn không thể chạy lên chạy xuống bây uh. không thể chạy lên chạy xuống theo ô được đó thì ở đây à, lưu ý thêm một tí nữa Là muốn định vị được vào cái lỗ này á Cái trục này muốn định vị vào được cái lỗ này Thì à, trong cái lúc mà các bạn lập cái à, sơ đồ nguyên công á Thì ta phải xa công cái lỗ này trước nè Có nghĩa là cái lỗ này phải tinh rồi thì mới định vị được Nếu cái lỗ thô á, thì ta định vị cái này nó sẽ không được nha các bạn Lỗ thô á, tại sao lỗ thô định vị không được Lý do là khi cái lỗ thô á, đường kính cái lỗ này nè Giữa chi tiết số 1, chi tiết số 2 và chi tiết số N nó khác nhau mà cái đường kính chốt này à, là mình đã uh, tiện nó đúng đường kính rồi ha, nó chính xác rồi, nó không thay đổi đường kính chốt này không thay đổi. trong khi đường kính cái lỗ này ha, đối với những chi tiết khác nhau thì nó sẽ khác nhau dẫn đến là gì? có thể là mình lắp có chi tiết nó lọt, có chi tiết không lọt hoặc có chi tiết nó lỏng. Ha. cho nên muốn định vị được á thì cái lỗ này bắt buộc phải gia công. khi cái lỗ này có gia công á thì nó nằm trong một cái giới hạn dung sai nào đó, thì mình lắp vô cái trục này ha thì mới được nha các bạn. Đó là một điểm lưu ý nhỏ nhỏ chỗ này. Tiếp theo là cái uh, số 3 này nè các bạn. Cái số 3 này chính là cái chốt chám nha các bạn, chốt chám. Và cái chốt chám này định vị một bậc tự do. Uh, một bậc tự do. Đó là cái bậc tự do quay quanh ha, uh, quay quanh trục này nè các bạn, quay quanh tâm trục Z này nè. Uh, tức là quay quanh OZ đó. Quay quanh OZ bị khống chế bởi cái chốt chám đó nha các bạn Đó, quay quanh nè Quay quanh là mình về cái cung công nè các bạn thấy không Đó, quay quanh OZ nè Bị khống chế nè Đó, như vậy là tổng cộng là 6 vật Cái chi tiết này à, Được định vị 6 vật à, Thông qua à, những cái um, Chi tiết à, Những cái bộ phận định vị đó là Phím tỳ nè à, Chục nè, à, chục chuồng ngắn nè Và chút chám à, Có nhiều bạn hỏi là Uh, mình không cái vị trí chỗ này nè uh, cái uh, chi tiết số 3 này nè mình làm chốt trụ luôn được hay không uh, hay là mình phải làm chốt chám thì uh, trả lời với uh, các bạn á, là ở đây á cái vị trí số 3 này bắt buộc mình phải làm chốt chám nha lý do là gì nếu mà mình làm chốt trụ á thì nó sẽ uh, định vị uh, nếu chốt trụ ngắn nó sẽ định vị thêm hai bậc tự do nữa là tổng cộng mình sẽ lên là bảy bậc tự do nó sẽ siêu định vị uh, siêu định vị thì lúc đó nó lý do nè lý do tại sao là mình dùng chút chám nè mà không dùng chút trụ nè chút trụ nó bảy bậc à, chút trụ thì tổng nó là à, tổng hết luôn á là nó là bảy bậc tự do nó siêu định vị nha. và lý do là ở dưới đây mình đã làm chút trụ rồi ở trên đây mình làm cái chút trụ nữa thì có khả năng là mình sẽ không bỏ cái lỗ này vào được cái chốt này chút trụ nhỏ trên đây vì sao vì cái hai cái lỗ này mình đã gia công xong rồi và hai cái chốt này mình cũng gia công xong rồi dẫn đến là gì khoảng cách giữa hai thằng này nè nó cố định còn khoảng cách hai lỗ này ha, đối với những chi tiết khác nhau thì có khả năng nó khác nhau dẫn đến là không lắp vô được ha. nó bị lệch hay các bạn nhìn nè ở đây bên đây nó hết chỗ nha tôi vẽ từ bên đây nhìn vô nha thì cái lỗ này nè đây là cái vòng tròn này đó, lỗ này chốt trụ rồi nè à, đáng lẽ dễ bên phía bên tay phải nè nhưng mà hết chỗ hết vị trí rồi đây đứng đây nhìn vô nha các bạn tương tự nha đây là cái lỗ này nè rồi đứng đây nhiều đây cái lỗ nhỏ nè đó thì cái chốt chám đó thì các bạn lưu ý cái chốt chám đó là mình phải cho cái bề mặt tiếp xúc á nó sẽ hở ra ở hai mép trên và dưới này nha đó đó cái chốt chám mình dễ sơ bộ vậy nè đó là cái trước, đó các bạn biết chưa? đây cái chi tiết mình nha, chi tiết mình đó thì uh, có khả năng nó là uh, hình này nó chỉ vẽ cắt này thôi cho nên cái chi tiết này nó có nhiều kiểu khác nhau ha, nhiều kiểu khác nhau, có thể nó là đứng bên đây nhìn qua nó là hình uh, tròn ha, hình tròn cái này cái này cái đường này đường tròn cái dưới đây cũng là tròn mà nó lệch tâm nhau hoặc là nó là hình uh, Chủ nhật ha. rất là nó có rất là nhiều đáp án tại vì người ta không có vẽ hình chiếu cạnh ha ví dụ tôi giả sử cái ví dụ đáp án như vậy à, cái hình chiếu cạnh nó như vậy Đó. ví dụ thôi các bạn nó có nhiều đáp án lắm cũng có thể là nó hình này nha yeah. yeah. nha ở đây nó có uh, một cái uh, lỗ lồi lên À ở đây thì ở đây là có thêm cái này nữa nè các bạn nha. Thì mình khẳng định cái này là uh, lỗ uh, lỗ trụ tròn nha. Đó thì ở dưới đây rồi. Ở đây sửa lại một tí nha các bạn. Ở trên đây nè, mình không thấy cái vát này. À, thì đây chỉ biết mình có khả năng là vậy nè. Ở trên đây nó vẫn là thẳng nè. Thấy chưa? À, trên đây vẫn là thẳng nè. Nhưng xuống dưới đây á nó là một cái cung tròn luôn nè các bạn thấy chưa à? cho nên khi mình khoan cái lỗ chỗ này cho nên nó thấy cái đường khuyết vô nè đường khuyết này vô nè đó. còn ở trên đây vẫn không thấy đường khuyết nó ngang là mình khoan cái lỗ chỗ này nè thấy chưa à? rồi đó, cho nên là cái chỗ này nha các bạn lưu ý nè cái chốt chám này nè nó khống chế cái bực quay nè quay quanh này nè này nè, đó. Đó. đó tránh trường hợp các bạn dễ chốt chám mà nó theo kiểu này nha tức là gì từ tâm nè đến cái uh, đường uh, uh, dễ ngang của cái chốt chám này nó sẽ vuông góc với nhau cái này các bạn đã học ở bên lý thuyết rồi nha nếu các bạn đặt chốt chám kiểu này là sai nè ví dụ cái lỗ này nha tôi vẽ lại cái lỗ này nếu các bạn đặt chốt chám mà nó như vậy là sai nè đó kiểu chốt chám của mình nó vậy là sai nè thấy chưa à. lý do là gì như vậy thì nó sẽ không khống chế được cái uh, quay quanh tâm này nè đó, như vậy mới không chế được bay quanh tâm à, trục giấy đây nè. Thấy chưa? À? Còn như vậy thì cái theo cái phương này nó bị hở nè, nó sẽ lắc. À, cái này thì các bạn đã học rành ở bên cái à, lý thuyết rồi nha. Rồi, à, đối với cái à, lỗ khoan này nè các bạn, người ta sẽ khoan hai cái lỗ là lỗ nhỏ và lỗ to à, lỗ nhỏ và lỗ to. Thì ở đây người ta sẽ dùng một cái bạc, à, bạc dẫn hướng và bạc tháo lắp nhanh khi người ta khoan cái lỗ nhỏ này nè người ta sẽ gắn cái bạc này có đường kính nhỏ hơn bạc có đường kính nhỏ hơn đó nó bằng với đường kính của cái mũi khoan nhỏ này nè đó người ta khoan xong rồi người ta muốn khoan lỗ khoan lớn thì người ta sẽ tháo cái bạc dẫn hướng nhanh này ra à, tháo cái bạc dẫn hướng nhanh này ra người lắp cái bạc những hướng mà có đường kính bằng với lại cái đường kính của cái mũi khoan lớn này rồi để người ta khoan à rồi à, có nhiều bạn hỏi à, cái cụm này nè à, có nhiều bạn hỏi là cái bên đây á, là đọc không hiểu nè rồi tôi sẽ hướng dẫn các bạn à, đọc cái hình bên đây nha thì à, ở chỗ này à, cái tay siết số 5 này các bạn người ta muốn siết á à, người ta muốn siết chặt chi tiết nè thì à, người ta sẽ siết cái tay siết số 5 này thì tai siết số 5 này cái chỗ này á tiết diện cắt ngang chỗ này nó là hình vuông nè các bạn thấy không thì khi quay vô á thì cái con bu lông số 6 này nè. Đó, nó đi vô. Nó ăn ren chỗ này nè các bạn, nó đè vô. Nó đè vô nó siết, nó đè chi tiết của à, đẩy chi tiết về phía bên phải kẹp chặt lại. Rồi, khi mà mình muốn uh, lấy chi tiết ra uh, thì mình làm như làm làm như thế nào? Thì đầu tiên á mình dặn cái tay số 5 này ngược chiều kim đồng hồ này ha đứng bên phải à, nếu mà ren này ren ren thuận á đứng bên phải nhìn qua thì mình sẽ dặn ngược chiều kim đồng hồ à, mình dặn cỡ khoảng nửa vòng thôi tay tay quay số 5 này nửa vòng ngược chiều kim đồng hồ để cho thằng này nó đi ra một tí nó lỏng một tí ha à, đó rồi lúc đó mình sẽ quay cái tay quay số 4 này quay cái tay quay số 4 này cũng ngược chiều kim đồng hồ để cho cái rảnh số 8 này nè các bạn lúc đó cái rảnh số 8 này nó sẽ quay lên phía trên ha, à, và cái chốt số 9 đây nè. Cái rãnh rảnh số 8 này nó chỉ trùng với chốt số 9 này. Và lúc đó mình kéo cái tay số 4 này về phía bên trái. À, lúc đó cái um, con dít số 9 này nè nó sẽ trượt trong cái rảnh này. Nó cho phép tàn bộ cái cụm này nè các bạn. Tàn bộ cái cụm này nha. Nó cho phép tàn bộ cái cụm này. Đó, tàn bộ cái cụm này. Thấy không? Dịch chuyển về bên phía bên trái. Nha, dịch chuyển về phía bên trái. Thì toàn bộ cái cụm này nó dịch chuyển về phía bên trái là nó mang theo toàn bộ cái à, phần số 5 này luôn toàn bộ cái cụm phía phía năm tại vì cái cụm số 5 này nè đó nguyên cái cụm số 5 số 6 này nè đó nó ăn ren này nè đó nó là bù lông đại ốc này đóng vai cho bù lông đại ốc này đó thì nó cũng dịch về phía bên bên trái luôn đó, thì lúc đó cái khoảng hở này nó sẽ nới bự ra nè các bạn lớn ra nè để chi vậy để cho lúc đó mình mới rút chi tiết à, rút chi tiết rìa phía bên trái được, à, rút chi tiết về phía bên trái được các bạn. Lý do là gì? mình phải rút chi tiết để cho cái chi tiết mình nó qua khỏi cái chốt này nè. đó, à, mình mới lấy được, à, mình mới kéo ra phía trước được. nè, à, chi tiết mình là các bạn rút ra phía, rút ra bên phía bên trái nè. rồi xong mình sẽ cho rút ra phía trước nè. không, rút ra phía bên trái rút ra phía trước nè. Đó. các bạn thấy không? rồi cho nên là nhiều bạn sẽ không hiểu cái cái kết cấu bên đây ha đó không hiểu cái kết cấu bên đây là mình phải uh, xoay ha xoay cái thằng uh, số 4 này uh, ngược chiều kim đồng hồ để cho cái rảnh mục đích là cái rảnh nó trùng vô cái vít này nè lúc đó mình mới kéo nó qua bên phía bên, bên trái được rồi các bạn có một số bạn hỏi tôi đó là ủa bây giờ tôi không làm cái thằng uh, cụm này luôn nè đó toàn bộ cái cụm này cái thân này tôi làm cái ren này luôn đó vậy tôi sẽ quặn cái này nè à, cái số 5 quặn mấy dòng vậy đó giống như cái tô vậy đó các bạn ha giống như mình kẹp tô đó mình dặn 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 nhiều lần nó nó cũng kéo này lui vậy thì vẫn được nhưng cái cơ cấu này nè cái cơ cấu này nó hay ở chỗ là gì thay vì mình dặn cái thằng này nhiều lần ví dụ mình dặn 10 dòng đó thì cái thằng số 6 này nó mới đi từ vị trí này tới cái vị trí này chẳng hạn đúng không đó dặn 10 dòng nó lâu các bạn dặn 10 dòng này các bạn tốn hết uh, mấy chục giây ví dụ vậy thì cái thằng uh, kết cấu này nè nó giúp mình ha uh, tháo lắp rất là nhanh các bạn mình chỉ dặn thằng này nửa dòng thôi thằng số 5 này nè nửa dòng để cho thằng này nó lỏng ra một tí mình nhìn dặn thằng này ha uh, cũng khoảng là 1 phần tư dòng thôi để cho thằng này qua đây đó và mình kéo ra một tức là cái khoảng dịch chuyển rất là uh, nhanh nè uh, hở ra liền đó, mình thao tác trong vòng khoảng 3 giây thôi à, rất là nhanh còn các bạn cứ dặn dặn rồi xong khi các bạn lắp chi tiết đồ vô xong các bạn dặn vô để siết lại à. cũng vậy nó cũng rất là lâu à, còn đối với cái cơ cấu này á, nó hay ở chỗ là gì khi các bạn lắp chi tiết vô đúng không các bạn đẩy vô à, các bạn đẩy toàn bộ cái khối này vô xong đó các bạn sẽ quay cái thằng tay quay số 4 này trước nha các bạn để cho cái thằng uh, rảnh này nè nó chệt qua đây nè, đó, lúc đó các bạn mới xiết cái thằng số 5 này, à, khi thằng số 5 này đi đi vô á thì nó đẩy cái thằng uh, này nè, thằng này không có số à, à thằng này đó, không có số nè, hay gọi là thằng số 8 này đi, đó, đi về phía bên uh, bên trái thì khi nó đẩy thằng số 8 này đi về phía bên trái thì nhờ cái uh, cái cái vít số 9 này nè đó, nó sẽ giữ lại, lúc đó mình chiếc càng siết cái tay tay số 5 này nè siết ngược lại như vậy nè thì nó sẽ ép cái chi tiết mình đi vô à, đây là một cái đồ gá khá hay nha các bạn cái đồ gá này khá hay à, để mình giúp tháo lắp nhanh chi tiết à, khi mà cái chi tiết mình nó dướng vô cái lỗ này nghe nè đó à, cái lỗ này mà nó có chiều sâu hơi nhiều nhiều á, hơi lớn á thì mình làm cái cơ cấu này cực kỳ hay nha các bạn giúp tháo lắp rất là nhanh đó, như vậy là tôi vừa mới hướng dẫn các bạn à, đọc hiểu à, sơ cái um, đồ gá khoang này. Nếu các bạn thấy cái clip của tôi thực sự hữu ích cho các bạn, thì xin các bạn hãy cho tôi một like. Các bạn nhớ subscribe và share cái kênh của tôi để đón những các cái clip kế tiếp. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin cảm ơn chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các cái clip sau. Các bạn hãy nhớ đặt chuông thông báo để khi chúng tôi phát hành những cái clip mới, thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được các cái clip đó. Xin cảm ơn các bạn.